Xin chào các bạn, trên tay mình đang cầm là một cái mẫu tai nghe bộ đàm. Cái mẫu này thì nó cũng mới về hàng, thì nó cũng có một số điểm khác biệt so với những cái mẫu bộ đàm khác. Thì để bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào cái mẫu tai nghe này. Trước tiên là bạn để ý ở cái phần nghe này. Đây, cái phần nghe này thì nó đã có thêm một cái chân mic kéo dài này. Đây, điểm khác biệt đây là cái này. Và cái phần hình chữ U này là để mình cho sát vào tai để giữ cố định lại. Đó, có thể xoay được. Và khi nói thì bấm vào mic đây này. Đó. Và tương tự như những bộ tai nghe khác thì cái phím PTT này nó cũng như vậy thôi. Nó sẽ bấm thay cho cái phím PTT này ở trên bộ đàm. Đây, to đây. Phía sau của nó thì nó có một cái ghim cài để cố định ở trên cổ áo. Và cái cổng chân jack cắm của nó thì cũng là jack 2.5 và 3.5. Cái này thì nó cũng được gọi là cái cổng K đây, là cái mẫu phổ thông nhất hiện nay. Bây giờ mình sẽ cắm thử một cái bộ đàm Kenwood này. Đó, ok. Còn là bộ đàm mà Motorola cũng được. Đây. Đó. Khi mà mình nói, mình sẽ bấm vào đây để mình thể mình nói này. Phím PTT ở cái phần thân tai nghe thay vì cái phím PTT trắng này ở bộ đàm này. Alo. Đó. Thì khi mà mua tai nghe bộ đàm thì bạn chỉ cần lưu ý cái phần chân jack nha. Đây này. Đa số bây giờ là cái chân jack 2.5 và 3.5 nó là cái cổng K. Hoặc là cũng một cái chân jack 2.5 và 3.5 nó sắc nhau một chút ấy. Thì nó gọi là cổng M. Hoặc là chân jack 3.5 một chấu. Đó. Thì nếu như mà bạn có cái lưu ý hay là có đặt thắc mắc thì bạn cứ để lại comment, mình sẽ hỗ trợ mình đáp về cái phần tai nghe của đàm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nha.